Xin chào các bác ạ, hôm nay thì em giới thiệu cho các bác con vang JBL K12 và con đẩy BVK d 2008 Và hôm nay thì em giới thiệu sâu về cái con K12 JBL K12 nhé. À, có một bác khách, cái bác thắc mắc là cái phần vấn đề kết nối của các con này. À, thì cái con K12 đó là cái phiên bản nâng cấp, mà nâng cấp mới nhất của dòng JBL. Và tôi có này tiếng thì rất là hay các bác nhé. tiếng nhạc thì nó rất là chắc. rất là hay rất là chắc và đây em sẽ thử cái tiếng mic tiếng mic con này cũng rất là ok các bác nhá lần sáu bảy một hai tiếng rất là nhạy rất là nhạy và rất là bắt mic à, tiếng rất là bắt à, hát rất là nhẹ à, liền, và đặc biệt là nó cái hệ thống chống rú rít rất là tốt ở đây chống rú rít nó rất tốt các bác nhìn em đôi trước mặt em là bốn chiếc loa full nhá gần sát rất là sát loa nhưng mà nó không bị rú rít mic lần sáu bảy tiếng rất là mềm lên một hai thì hôm nay thì em giới thiệu sâu về cái con này con này thì phía mặt trước cái phần nội thất bên trong thì đợt phía ra trước thì em đã giới thiệu cho các bác rồi nội thất bên trong con này thì rất là hoành tráng luôn ạ mặt trước là ba cái lỗ cắm mic này và đây là cái cái lỗ cái này là cái công tắc chuyển cầu Giữa đầu tín hiệu đầu vào phần e vod và bmg thì phần vod là chỉ chạy cái rắc cái rắc phía đằng sau đây các bác nhất tín hiệu là sẽ đưa vào rắc AUX đằng sau đây ạ đây là vod là sẽ đưa vào cái rắc màu trắng màu đỏ này các bác nhé tín hiệu trắng đỏ này còn cái bmg là sẽ đưa vào cái tín hiệu vào đây cái đường in này bmg đấy ạ đường in in là dmg và chạy đường cáp quang à, đồng thời là, là cả cái đường Bluetooth Đấy khi mà các bác chuyển vào cái chế độ này nhé thì là nó sẽ phát tín hiệu uh, tiếng ở từ cái Bluetooth là một này à, đường cổng quang là hai này và đường uh, tín hiệu uh, aox uh, bmg nhé các bác nhé đấy thì là cái cái đèn đèn màu xanh này và bác khách này thì bác cái thắc mắc là đang ở cái cái vấn đề là ở cái đằng sau cái con này à, cái hai cái chết áp này thì một cái là to nhỏ của mic một cái to nhỏ của nhạc thì là không nói đây nhá à, phía đằng sau con này đây thì em sẽ rút hết cái rắc ra để em giới thiệu luôn các bác này À, con này nhá thì con này thì à, một số bác lại bảo cái không thấy cái dâu phát à, bắt phát à, bluetooth thì con này cái dâu bluetooth thì nó lại thiết kế như kiểu này các bác nhé nó chỉ có một cái phôi mạch à, chìa ra như này đấy phôi mạch chìa ra trên này và trên này thì nó có cái à, đường của cái mạch in này nó là cái dâu phát bluetooth nữa. À, bắt phát bluetooth này à, và cái con này thì đường tín hiệu vào thì à, đường tín hiệu vào thì sẽ có à, tất cả là xem thế nào một đường hai đường ba đường bốn đường tất cả là có bốn đường tín hiệu vào tín hiệu uh, tiếng vào thì gồm có cái đường VOD này VOD thì các bác sẽ chuyển cầu ở phía trước nhé các bác nhé mặt trước có cái công tắc chuyển cầu uh, VOD và sang cái chuyển cầu sang BMG thì các bác sẽ nghe ở cái cổng BMG này AUX BMG hoặc là đường cổng quang BMG này hoặc là uh, Bluetooth cũng bắt qua cái cổng BMG đấy các bác sẽ chuyển đèn sang BMG để các bác bắt uh, Bluetooth là một này hoặc là đường cổng quang này hoặc là À, cái cổng AV BMG này thì nó chung ba đường đấy ở cái đường BMG. Còn cái đường tín hiệu ra, đường tín hiệu ra ở đây thì sẽ có tất cả là 4 tín hiệu ra. Thì trong đó có hai cái đường chính đó là đường left right là cho loa trái và loa phải phải. Đấy thì bắt buộc cái thiết bị âm thanh nào cũng sử dụng cái đường này. Đường này nhá, loa trái và loa phải là cái đường này. À, còn một số các bác ở nhà mà sử dụng cái loa trầm thì các bác sẽ lấy cái đường trầm ở đây cái đường này là đường cắt súp các bác nhé thì nó sẽ chiết xuất cái cái, cái 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 âm thanh từ loa trái loa phải và nó chiết xuất ra nó chỉ ra cái tiếng trầm thôi tiếng súp mà bụp, bụp 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 ấy để các bác đưa ra những cái loa trầm trầm điện hoặc là trầm hơi trầm hơi thì các bác đưa cho công công suất hoặc là trầm điện thì các bác đưa thẳng ra loa thì ở cái đây nó sẽ có cái phần là chỉnh cái tần số của súp này và cái hai là chỉnh to nhỏ của súp đấy là cái phần súp à, còn cái phần loa center cái loa center có nghĩa là, là gì? Là loa trung tâm. Cái loa này thì nó sẽ chiết xuất uh, tiếng phần tiếng của cả loa trái và cả loa phải, nó chung cả loa trái và loa phải nhá. Đấy, thì nó sẽ đưa ra cái loa center này. Và cái loa center này thì các bác có thể là lựa chọn là loa center này nó sẽ phát cái tiếng nhạc hay là phát tiếng mic. cái này nó không đồng thời phát cả tiếng nhạc, phát cả tiếng mic mà nó chỉ phát một trong hai thôi nhá. Một là phát tiếng nhạc, hai là phát tiếng mic thì nó bởi cái công tắc này. Bởi công tắc này và cái phần loa center này các bác muốn khuếch đại lên cái loa center này thì các bác lại có một cái phần riêng có nghĩa là một cái công suất riêng, một cục đẩy ba kênh hoặc là một cái âm ly riêng để các bác nuôi cái loa center này. Thì thường thì các bác sẽ không sử dụng cái loa center này. Đấy, đa số nhé các bác nhé hơn 90% là các bác sẽ không sử dụng cái loa center này đâu mà chỉ sử dụng cái chủ cái cái 100% là vẫn sử dụng cái loa trái phải này còn một số nhà bác mà sử dụng cái loa chút súp loa trầm thì sử dụng cái đường đường súp là cắt súp này còn cái loa center thì đại loại đa số là các bác không sử dụng bỏ qua cái phần này đi đấy chị em chỉ giới thiệu qua vì cái bác các bác này bác khách này, để bác thắc mắc là giữa là cái phần loa center này là phát nhạc hay phát mic này đấy thì cái loa center này kêu gọi là cái loa trung tâm đấy thì ở nhà bác nào mà có đẩy bốn kênh để ba kênh hoặc là những cái con âm ni rời và một cái loa khác để để làm cái loa trung tâm đấy ngoài loa trái loa phải thì có cái loa trung tâm này thì cái loa trung tâm này là các bác uh, có thể là lựa chọn nó sẽ phát cái tiếng nhạc hoặc là phát cái tiếng mic alo và mic ấy, thì bằng cái nút này đấy. đấy thì cái loa trung tâm này rất là ít sử dụng à, đường tín hiệu ra đấy à, và đường tín hiệu ra thì các bác cũng có thể là đây là những cái rắc ca lông các bác nhá rắc ca lông lông ra và đây các bác cũng có thể là lựa chọn những cái rắc uh, av ra thì ở đây rắc av ra thì nó cũng bốn có bốn loại này à, trái phải này à, kênh trái kênh phải loa trái loa phải này À, loa sub này và loa center đấy thì các bác sẽ lựa chọn giữa rắc ca lông hoặc là rắc uh, av à, và một số bác thì cứ thắc mắc là giữa cái rắc ca lông với cả rắc av thì uh, em nói thẳng luôn các bác là giữa rắc ca lông với rắc av ấy, thì cái chuẩn tín hiệu ra của nó là như, như, như nhau chuẩn nó ra là như nhau miễn sao là các bác cứ mua hộ em cái dây tốt cái dây av tốt được mà cái dây ca lông tốt được thì hai cái chất lượng tín hiệu nó ra như nhau các bác nhé Đấy, nhiều bác cứ bảo là cái đánh giá là cái rắc ca lông nó sẽ tốt hơn là cái rắc av à, nhưng mà theo cái, kỹ thuật của em mà sẽ đúng là kỹ thuật ấy, thì là cái hai cái phần rắc này nó ra tín hiệu nó như nhau các bác nhé đấy không quan trọng là rắc ca lông hay rắc av mà chủ yếu là cái dây rắc bác mua là phải là dây loại tốt đấy, đấy chứ không phải cứ cái rắc ca lông là tốt mà các rắc ca lông mà các bác mua với cái dây rẻ tiền thì nó không bao giờ tốt được bằng cái dây av mà loại tốt bác nhá đấy av loại tốt là nhìn trông nó rất là mảnh thôi nhưng mà chính cái đấy nó chống chống u chống nhiễu rất là tốt các bác ạ À, đấy là phần tín hiệu đầu ra à, và cái kết nối bluetooth của con này thì như nào đây kết nối bluetooth thì bây giờ em sẽ giáp uh, vào thì em sẽ kết nối bluetooth hướng dẫn các bác kết nối bluetooth à, thì để kết nối bluetooth thì trước mắt là các bác phải giáp cái bộ này thành công có nghĩa là như nào là tín hiệu khi mà các bác giáp vào thì nó sẽ ra loa à, khi bác để thử tốt nhất là như này à, các bác sẽ thử alo mix alo alo tiếng mic rất là bắt luôn các bác nhé tiếng rất là hay luôn Lực 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 1, 2 Lực Đấy, có nghĩa là các bác đấu thông thì có nghĩa là khi mà các bác cắm mic vào đây và alo thì tiếng nó sẽ phát ra loa Đấy, thì bắt đầu các bác mới chuyển sang cái chế độ khác Đấy, thì chế độ uh, bluetooth thì các bác sẽ chuyển hộ em về cái đèn xanh như đây bên này nhá bmg à, và trên điện thoại các bác sẽ bật hộ em cái điện thoại lên à, và các bác sẽ vào phần uh, cài đặt của điện thoại à, các bác sẽ vào phần cài đặt của điện thoại đây em vào từ đầu luôn các bác ạ à, vào phần cài đặt của điện thoại này À, tiếp đến là các bác vào phần Bluetooth. Khi vào phần Bluetooth nó sẽ xuất hiện lên cái, cái karaoke mixer. Nó là tên của cái con vang K12 này. À, các bác ấn vào. À, và ấn vào đây tôi sẽ đòi mật khẩu các bác nhé. Mật khẩu thì các bác điền hộ em từ 1 đến 4. Và các bác ấn OK. À, sau khi các bác điền mật khẩu vào nó ghi là đã kết nối Thì có nghĩa là và bây giờ thì kết nối thành công thì các bác sẽ bật một cái bài nhạc lên. Đấy. Đấy. Rất là đơn giản. Đấy ở đây kết nối rất là đơn giản các bác nhé Và em công nhận đấy con K12 này tiếng nó rất là tốt luôn các bác ạ Đây em cho bác em nghe à, Đấy thì em chỉ làm một cái video ngắn à, Giới thiệu sơ qua một cái số cái Những cái chức năng ở đằng sau và đằng trước cái con này thôi Vì có một cái bác khách bác cái thắc mắc như vậy đấy, Em xin chào các bác ạ Bác nào có nhu cầu về cái thiết bị âm thanh Thì liên lạc với bên em nhé à, và các bác xem video thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ lương âm thanh nhé em xin cảm ơn các bác ạ